mùa xuân. Cái gì đấy nhỉ? Muối mít. Cậu ơi, ơi, mày đừng gọi nữa, ta đang nghi thơ mày cứ gọi làm gì? Muối mít thơm như mùa xuân. Cậu ơi, ta đã bảo rồi đừng gọi nữa. Ta đang làm thơ mày cứ gọi. Đừng gọi nữa. Cậu ơi. Ơi, cái thằng này. Ta đã bảo đừng gọi, tao đang làm thơ mà. Mày cứ cắt hết cái nguồn cảm xúc của cậu là thế nào nhỉ? Cậu chưa cài cúc áo kia à? Tao cài rồi làm sao mà rồi. Nhìn kìa. Giờ làm sao tao hay quên thế đấy. Hôm qua tắm thì tao lại quên bố mặc quần. Khách đến tao lao ra tiếp, nó lại tưởng tao hấp diêm. Tiếp qua thì... Đây này này, mày xem cái bài thơ này của cậu coi. Thơ. Ừ, thơ này. Vậy mày có thích thơ không? Ừ, cậu ơi, cái khoản thơ phú là con khoái lắm đấy. Thế này mày sở trường với cậu rồi. Này này, thế là anh có gen đấy nhá. Có gen là gen ở nhà mình kìa này. Cậu là cậu thích thơ từ bé cơ. Dạ. Này, nghe kể nhá. Dạ. Là ngày xưa là... bà ngoại mày mang thai cậu đấy. Dạ. Thế là đi qua cái chỗ nhà ông thầy đồ. Dạ. Ngã vào nghiên mực phát là tao mê thơ. Kéo là con có gen. Mày có gen đúng không? Bây giờ cậu đọc cái bài thơ này. Dạ. Anh thử xem có hay hay dở nhá. Vâng. Cậu bằng chắc thế nào nhá. Cậu cứ đọc đây con thẩm nhá. À. Thơm như muối mít mùa xuân. Như mùi bún đậu mắm tôm đầu làng. Quá. Thấy em anh rất ngỡ ngàng. Ui giời. Nhìn em anh thấy rộn ràng, nửa đêm anh muốn rộn ràng hát ca. Quá hay. Hay không? Thơ cậu là toàn cái vần ảng. Ừ. Cái vần này là khó lắm. Nó chơi chữ rất hay. Chơi chữ hay không? Dạ. Cái đấy là khó đấy nha. Dạ, vâng, trong cái lối cổ đấy. Cái luật đấy là luật luật bằng chắc là hơi khó. Ừ, đấy. Cái đấy là không phải ai anh làm được không? Nó là cái thể thất ngôn bát cú đường luật đấy. Không phải. Cái thể này nó chỉ là thể đường luật thôi. Đường luật anh có biết là thế nào không? Là sao? Là cái loại thơ nói về luật đi đường. Con lại cứ tưởng là vừa đi đường vừa làm thơ. Anh thấy cái bài thơ này nó tuyệt vời như thế thì tôi cũng cảm ơn anh. Anh là một cái người biết nhận xét, biết am hiểu về thơ ca họ Vẻ. Thế à, bây giờ thế này nhá. Thích cái gì cứ hỏi đi, cậu trả lời riêng ngày hôm nay xông xênh luôn. Con không thích hỏi. Cậu cho mày hỏi cơ mà. Nhưng mà con không thích hỏi sao cậu cứ bắt con hỏi thế nhỉ? Mọi ngày mày thích hỏi cậu lắm cơ mà sao này. Nhưng mà bây giờ con không thích hỏi. Thằng này mày bị dở à? Thế cậu lại bắt con hỏi là như thế nào? Tức là cậu thích mày, bây giờ cậu chiều anh thích hỏi gì cũng được, sau đó cậu nhờ anh một việc. Đấy, còn biết ngay mày. Bảo sao tự nhiên lại dễ dãi thế? Bây giờ này nhá, dạ. Cậu nhờ anh mang cái bài thơ này đến cho cô Mít, người yêu cậu có được không? Mang cái bài thơ này sang nhà cô Mít nhé. Ừ. Ôi thôi, còn ngại lắm. Có cái gì mà ngại, mang cái bài thơ này giống như mình chuyển thư tay ngày xưa. Thôi còn ngại chết đi được ý. Cái thằng Hâm. Chả có gì mà ngại à, mày giúp được cậu phen này nhá, mày thích gì cậu chiều luôn. Bây giờ con mà chuyển cái bài thơ này cho cô Mít, cô lại tưởng con sáng tác cái bài này thì còn ngại lắm. Mày không biết làm thơ đâu mà mày sáng tác. Thế thì chính vì là con không biết làm thơ mới sợ chứ đấy. Mày không biết làm thơ mà mày bảo chết. Cậu không hiểu à, rõ ràng là con không biết làm thơ. Ừ. Cô Mít cô cũng biết điều đấy. Ừ. Thế mà bây giờ tự nhiên con lại mang cái bài thơ này qua nhà cô ấy, cô lại tưởng con sáng tác. Mà con thì không thể sáng tác cái bài thơ nó thối như thế này được. Đúng rồi, công nhận. Mày xỏ lá tao đi à? Mày bảo thơ anh là khắm thối à? Mày bảo thơ tao thối đi à? Vơ vẩn. Chẳng qua tao đưa cái mắm tôm vào để tao nói về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thôi. À, dạ. Chứ không phải là cái chuyện mày cái nhìn nghe chứ cái mắm tôm mà mày chê thơ thối đâu. Hôm qua mày đi đâu? Tao tìm mày cả ngày hôm qua không thấy đâu đấy nha. Con đi đâu đâu? Cả ngày hôm qua tôi tìm, tôi gọi mãi như gọi đò mà có thấy anh ở nhà đâu. À. Ừ, hôm qua là con ra đầu cổng con hút thuốc lào. Này đừng có nói điêu nhá. Nhà không lắp camera nhưng mà cậu là cậu đứng ở cổng canh mày xem mày đi hướng nào về. Mày có ở cổng nhà mình đâu mà mày bảo mày hút thuốc lào ngay cổng. À, con ngồi ở cổng làng bên cơ mà. Mày cứ đi kia đi thuyền đi. Lúc nào đi đâu phải hỏi cậu. Mẹ bố mẹ mày gửi lên trên này không phải đơn giản đâu. Dạ vâng ạ. Đây cái bài thơ đấy ấy. Dạ. Cậu hỏi thật. Dạ. Đây là chỗ người nhà nhá. Nói từ đáy lòng con là cái bài thơ của cậu ấy thì theo con cảm nhận nó thế nào? À tức là cậu muốn hỏi con và con trả lời một cách thật lòng đúng không ạ? Càng thật lòng càng tốt, tức nói chuyện một cách khách quan chứ không phải. Càng khách quan càng tuyệt vời. Dạ, nếu mà cậu cho phép thì con xin phép nói thật. Ừ nói đi. Là xét về cái góc độ nam học nhá. Ờ. Thì cái bài thơ này phải nói là quá hay. Tao biết ngay mà này. Tao biết là lúc nãy mày chỉ nói trêu thôi, còn thơ cậu hay cậu biết mà. Vừa ngồi ăn thịt chó mà vừa ngâm bài thơ này thì đúng là nhất.
cái thằng này thương à. Mày đúng là cháu cậu đấy nhá. Đúng ý của cậu. Thơ phú văn chương là thường đi với này đối ẩm đối chịu. Đúng không? Cái bài thơ này mà ăn thịt chó mà đọc thì có mặt tuyệt vời đúng không? Ý con không phải thế. Mà ý con là cái bài thơ này của cậu ấy nó khắm như mùi mắm tôm ấy. Cho nên là mình ăn thịt chó là mình không cần chấm mắm tôm nữa, chỉ việc vừa ăn vừa đọc cái bài thơ này thôi. Mày lại xỏ lá tao lần thứ hai đi à? Hả? Dạ không. Mày xỏ lá ai? Cậu đừng có đánh cậu vi phạm hợp đồng đấy. Tao vi phạm hợp đồng gì? Hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động. Ừ. À ừ được rồi, tao không đánh mày để khỏi chịu lương. để con tao quăng nhá. Đây. Vào đây. Chào cậu, cho tôi gặp bác sĩ Lang thôi. Cứ vào đây mới gặp Lang này. Cậu ơi. Em chào bác sĩ Lang. Chào em. Đến đây để khám bệnh đúng không? Dạ vâng ạ. Nhìn khỏe thế này là chả biết khám về cái gì nhỉ? Dạ, thưa bác sĩ Lang, chả là em có bầu, em chữa. Thế nhưng mà em muốn là con em sẽ sinh vào đúng là cắm kim 12 giờ đêm giao thừa. Thế cho nên là em muốn nhờ thầy kê đơn bốc thuốc giúp em ạ, để em đẻ đúng vào cái giờ đấy ạ. 12 giờ đêm giao thừa. Vâng. Đúng 12 giờ ạ? À? Đúng 12 giờ. Thế là nó giống cái bài hát là 12 giờ chúng đất bốc chung rào ra 12. À ừ, đi cô đang nói là cô muốn đẻ đúng vào 12 giờ. Đấy, chị có chữa đúng không? Dạ vâng, em có chữa ạ. Có chữa tức là có thai đấy. Vâng. Mà có thai tức là có bầu đấy. Có đúng không? Đúng rồi. Đấy, thì vấn đề nó ở chỗ đấy. Thế thì tôi phải khám cho chị tôi mới biết được. Đấy, bây giờ tôi phải kiểm tra, tôi ghi vào y bạ. Thế nó phải cụ thể thì tôi mới bắt bệnh cho chị được. Rồi, y học cổ truyền mà cũng cần phải có y bạ, sao hoành tráng thế ạ? Thưa anh. Đi khám bệnh không ghi vào y bạ thì nhớ có cái trường hợp như chị đến thì tôi lấy cái hồ sơ đâu ra để tôi chữa cho chị hả? Nó có chữa đúng không? Dạ vâng ạ. Được rồi, bây giờ tôi phải test chị một vài điều để tôi ghi cho nó cụ thể. Dạ. Nhớ ghi cẩn thận nhá. Dạ vâng ạ. Ôi ôi, nhìn như kiểu là mà siết thú ấy nhỉ. Người đồ nó có chữa khác. Dạ. Thế tôi mới hỏi chị là tại sao chị lại chữa? Thôi bận thầy. Có chồng thì phải chữa với chồng chứ là sao mà chữa? Ghi vào, có chồng thì chữa với chồng. Rồi, chữa với chồng thì tất nhiên là có chồng thì chữa thì hỏi ngu thế. Này, mày nói cái gì đấy? À, không, ý con bảo là chị ghi vào đầy đủ nhá. Dạ, vâng. Để bây giờ tôi hỏi tiếp này. Dạ. Thế tại sao lại chữa? Cái lý do của chị tại sao lại chữa? À, cái lý do nó là thế này. À. Bởi vì là bọn con hay thức muộn, xem phim khuya. Xem xong nó quá giờ chẳng ngủ được, rảnh rỗi sinh nông nổi đâm ra là ấy thôi. Ấy thôi, ghi vào. Vâng, ấy thôi, lý do ấy thôi. Vâng. Lý do là xem phim muộn nên là ấy thôi. Xem tiếp này. Thế cái chuyện đấy thì tôi biết rồi. Thế nhưng mà cái câu hỏi tiếp theo là kiểu nó như thế nào? Cái gọi là cái nó gọi cái gì nhỉ? Cái nội dung cái kiểu ấy, cái nội cái tức là cái kiểu cách cái nội dung ấy. Nội dung ấy nó là như nào? Cái kiểu thì đấy, nói chung là các cụ để lại là cứ theo cổ truyền của các cụ mà làm. Cổ truyền. Cổ truyền theo đúng như ngày xưa. Đơn giản ấy mà. Vâng. Cổ truyền. Ấy theo phương pháp cổ truyền. Cổ truyền đấy nhá, chứ không ghi theo kiểu hiện đại là tao lại bốc bệnh kiểu khác, hiểu chưa? Vâng, đúng là cổ truyền đấy ạ. Vâng. Thế bây giờ hỏi tiếp này. Vâng. Thời gian bao lâu? Phải nói thì thầy mới biết được. Thôi thì bình quân thì thực ra là 120 phút chưa kể chép đề. Ghi vào đi, 120 phút không kể chép đề. Cái này là chém đây này. Làm sao chẳng? 20 phút là cùng thôi, đây xem phim suốt rồi. À, thì ghi vào. Đưa cái sổ đấy cho thầy. Mày ra mày phải dùng cả khoa học. Vừa rồi là tôi mới ghi. Ghi nó là y học không? Vâng. Bây giờ dùng khoa học là con phải đo để xem là cái thân thể, cái body của chị ta, để biết xem là cái số đo của chị cộng lại thì chị sẽ sinh vào ngày nào, tháng nào, giờ nào. Đấy. Cậu ơi, nhìn cái bà chị này như là cối đá lỗ thì đo cái kiểu gì? Nhà mình làm gì có thuốc? Mình được dùng cái phương pháp y học cổ truyền
thì mình cứ đo ước lượng thôi. Ước lượng ạ? Ừ, ước lượng bằng tay. Đúng rồi, ước lượng. Rồi. Đấy, mày đo cũng đi. Cái bệnh mà cũng đo như là thi về hậu ấy nhỉ? Thôi không đo thì làm sao biết được cái sức khỏe của chị để mà bốc thuốc. Đúng rồi. Thế có cần phải phanh chỗ nào ra không ạ? Thôi. Cứ đậy nguyên như thế. Mình là dùng cái phương pháp cổ truyền cơ mà. Ghi nhá. Cậu ghi nhá. Cậu ghi đầy đủ. Rồi. Vòng 1. Vòng 1 bao nhiêu? 80. 80. Ừ. Này, con ơi. À? Nhìn bà to thế kia mày có bị nhầm không đây? Đần độn thêm. Xong chưa? 80 cm chứ. 80 cm. Rồi 80 cm. Rồi. Vòng 2. Lít 2. Lít 2 là bao nhiêu? Tức là mét 2 đấy. Mày cái này không được tính theo mét. Cái này phải đơn vị nó phải có cái tí toán học vào đấy. À tức là mình phải chơi theo kiểu đo lường cái gì? Ừ, đo lường. À thế nó là 1200 mm. Mở quá, tức là 120 cm. Rồi. Xong chưa? Vòng 3. Vòng 3. Chắc 1 lít. Chắc 1 lít là bao nhiêu? Tức là 1 mét đấy. Mày hâm à? Làm gì có cái mông là vuông. Mày phải đọc đúng theo cái tỷ lệ đo lường trong thông ước quốc tế. Tức là 1000 mm. 1000 mm. Rồi. Tức là 100 cm. Cậu thì ghi nào ghi. Rồi. Xong chưa? Thế còn là chiều cao tổng thể. Là chiều cao nữa à? Ờ. Đo chiều cao đi để cậu ghi vào. Thế bây giờ đo từ chân lên đến háng hay là nhào hay lên đầu luôn? Mày đo là mày phải đo là từ chân đến đầu. Tức là đo theo kiểu full option ý. À rồi ok. Full option. Rồi. Đấy nhá. Bao nhiêu? 1m6. 1m6. Đấy, thế tổng cộng này này nhá. Chia trừ. Ơi trời ơi. Phải căn bậc 2 rồi lũy thừa 3 nữa cơ mà. Ừ được, căn bậc 2 lũy thừa 3 nó ra bao nhiêu? Cậu phải tính chứ sao con biết được. Tôi tí theo cộng số xong nhá. Được rồi. Đây này là tôi nhìn trên cái số liệu này này là tôi biết ngay chị sẽ không bao giờ đẻ được đúng giao thừa đâu. Mà cái số đo này tôi biết là chị sẽ đẻ trước giao thừa rất nhiều ngày. Dạ vâng, chính vì thế mà em đến đây em nhờ thầy kê đơn bốc thuốc làm sao mà cho em đẻ cắm kim đúng 12 giờ đêm giao thừa ạ. Kim 12 giờ, đúng không? Vâng. Khi tiếng chuông giao thừa con phát, đúng không? Là nó phòi ra luôn. Đầu con của chị lòi ra, đúng không? Đấy, ý chị thế. Cái đấy là nó đòi hỏi. À, cái đấy phải có cái thuốc hãm. Phải hãm. Như cái đấy này là con chị sẽ xa trước rồi. Dạ vâng. Phải hãm, phải đưa cái gói thuốc kia đây. Thế cho uống luôn. Dạ, uống luôn ạ. Những cái gói nào nó đẹp phải mang ra đây. Đây, cầm với cái chén này. Nước. Đấy. Vâng. Giờ ra đưa cho chị uống. Dạ vâng. Uống luôn ạ thầy. Uống luôn vào. Ôi, thầy cao tay thế. Bây giờ chậm 1 phút thôi là con chị đẻ vào ngày tháng phải uống nhanh không? Nó uống thuốc hãm mà thầy. Chứ còn theo. Không đợi các đứa tôi đưa cho uống mà từ rằm sang mùng 1. Rồi đây tôi cho luôn là mồm cho này. Đấy, uống xem thế nào. Uống nhanh không nó khọt ra bây giờ. Uống phát là đảm bảo. 12 giờ mới đẻ con. 12 giờ đến 30. Cả nhà chỉ việc vào viện thì bé em bé về thôi. Ngồi đây. Ai rồi? Ôi sao đấy? Ngồi đây. Ai? Ôi sao đấy? Ai rồi? Làm sao? Ai sao rồi? Đây? Thầy ơi, sao lại đau thế này nhỉ? À, không, thương hãn nó thế. Ngồi đây. Đau. Ai ôi rồi. Cậu sao nhỉ? Ai rồi? Mày lấy cái thuốc nào đấy? Dạ? Mày lấy thuốc nào? Đây, con lấy cái thuốc ở mâm đây này. Ôi tôi chết tôi rồi, tao bảo mâm ở trong nhà. Ôi tôi chết, mâm này là mâm thuốc sổ. Ai rồi? Mình cho uống vào là con bà lòi ra đấy. Đừng. Lấy tay bịt vào. Đừng. Con vào, lấy thuốc khác nhá. Mày lấy thuốc khác đi, ngả. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Đừng, ngả. Ôi trời ơi, không thể chịu được nữa, đau quá. Con ơi, con mù. Ôi trời ơi. Đôi giáp khô lắm khô. Ôi trời ơi, tôi bắt quả tang rồi nhá. Anh lừa tình tôi. Không phải, Mít ơi, không phải. Mít hiểu nhầm rồi. Không phải. Anh còn cái gì nữa, trai trên gái dưới còn cái gì? Mít hiểu nhầm rồi. Mà cũng không phải là trai trên gái dưới. Cô này cô nằm đè lên tôi, tức là trai dưới gái trên, không phải là trai trên gái dưới. Thế thì không phải là anh lừa tình tôi à? Anh xin Mít. Ôi rồi ơi. Không phải thế. Mít hiểu cho anh. Đây là bệnh nhân. Anh bệnh nhân gì mà nằm đè lên nhau ở nhà anh thế này? Không, cô cao quá, anh đỡ vội thôi mà. Anh xin Mít. Tôi không muốn nói gì với anh nữa.
mình. Trả lại anh yêu chiếc khăn ngày nào, ngày còn bên nhau anh ăn tràn đầy. Tôi không có gì để nói với anh nữa. Mít ơi, trả lại cho anh những năm học trò, những khi hẹn hò ngày ta có đôi. Mít ơi, em hiểu lầm anh rồi. Mít ơi, Mít ơi.